Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo biểu tượng icon như là YouTube, Facebook ở màn hình desktop của máy tính Giống như các bạn chúng ta sử dụng điện thoại á, các bạn sẽ thấy có các biểu tượng icon như là Facebook và YouTube Khi các bạn chúng ta bấm vào biểu tượng icon đó thì nó sẽ truy cập vào địa chỉ là Facebook và YouTube Thì trong máy tính các bạn cũng có thể làm được như vậy Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm Đầu tiên á, là tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo icon của Facebook để tạo icon của Facebook á, thì đầu tiên các bạn chúng ta sẽ làm theo bước sau đây bước đầu tiên là các bạn chúng ta sẽ truy cập vào một trình duyệt bất kỳ ở đây tôi sẽ sử dụng trình duyệt là Google Chrome rồi sau đó tôi sẽ truy cập vào địa chỉ web có tên là facebook.com sau đó tôi sẽ bấm enter lúc này á nó sẽ truy cập tới địa chỉ facebook của tôi tiếp theo tôi sẽ copy địa chỉ có tên là facebook.com này tôi bấm tổ phím là Ctrl C sau đó tôi sẽ tắt trình duyệt đi tiếp theo tôi sẽ ra ngoài màn hình này tôi bấm phải chuột vào một vùng trống bất kỳ tôi chọn vào New rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào một lá socket tôi chọn vào tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là dán địa chỉ là facebook.com ở đây do lúc nãy tôi đã có địa chỉ là facebook.com rồi bây giờ tôi sẽ bấm tổ phím là cần V để tôi dán Bây giờ các bạn thấy này. web cái địa chỉ là http://facebook.com. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào net. Rồi ở đây các bạn chúng ta sẽ tiến hành là gõ tên. chẳng hạn ở đây tôi sẽ gõ là Facebook. Rồi sau đó tôi sẽ chọn vào một là fitness để kết thúc. Thì các bạn thấy lúc này á, tôi đã tạo được một circuit. Khi tôi bấm vào circuit này á, bấm đúp vào thì nó sẽ dẫn tới Facebook của tôi. Đó. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây này. Đây là biểu tượng icon của trình duyệt là Google Chrome. Bây giờ tôi muốn thay đổi biểu tượng icon của Google Chrome sang Facebook thì tôi phải làm sao? Ở đây tôi sẽ bật một trình duyệt lên. Ở đây tôi sẽ chọn vào Google Chrome này. Sau đó tôi sẽ truy cập vào web cái địa chỉ là icon.com Đây là web Nó giúp chúng ta đào các biểu tượng icon về Như là Facebook này Youtube Có rất là nhiều biểu tượng icon Các bạn có thể là truy cập vào địa chỉ này Để các bạn chúng ta tiến hành là Tải các biểu tượng icon về Thì địa chỉ này á Tôi sẽ để ở phần mô tả video Để cho các bạn bấm đúp vào Và các bạn chúng ta làm theo video của tôi sau khi các bạn chúng ta đã truy cập vào web có địa chỉ là icon.com rồi Tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ gõ là Facebook rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào Facebook rồi sau đó tôi sẽ chọn vào một là search icon để tôi tìm biểu tượng icon của Facebook tôi chọn vào lúc này á nó trả về cho chúng ta các kết quả đó có rất là nhiều biểu tượng icon của Facebook các bạn chọn vào một biểu tượng icon mà bạn thấy đẹp giả sử như ở đây tôi thấy biểu tượng icon này nó đẹp tôi sẽ ra chụp vào nó sau đó tôi sẽ chọn vào ICO tức là viết tắt của từ icon đó tôi bấm vào rồi bây giờ tôi sẽ chọn nơi lưu cái icon này tôi sẽ lưu ở màn hình desktop này bấm vào sell lúc này icon sẽ được tải về bạn thấy này nó nằm góc dưới này bên trái nếu mà muốn mở cái icon này á các bạn bấm phải chuột này hiển thị trong thư mục đó nó sẽ hiển thị nơi lưu do lúc nãy tôi đã chọn ở màn hình desktop rồi nên tôi biết là nó nằm ở màn hình desktop nên bây giờ tôi sẽ ra màn hình desktop để tôi tiến hành là thay đổi tiếp theo tôi sẽ chọn vào kết là facebook tôi chọn vào sau đó tôi sẽ bấm phải chuột tôi chọn vào property rồi ở đây á tôi sẽ chọn là change icon để tôi tiến hành là thay đổi biểu tượng icon tôi chọn vào sau đó tôi sẽ chọn là browser và tôi chọn vào biểu tượng icon của Facebook mà tôi mới đau về tôi chọn vào sau đó tôi chọn Open OK OK thì các bạn thấy lúc này á nó đã thay đổi từ icon là Google Chrome nó đã thay đổi thành icon của Facebook bây giờ tôi sẽ tiến hành là xóa cái icon ở dưới đi chọn vào bấm delete để tôi xóa đó bây giờ cứ mỗi lần các bạn chúng ta muốn truy cập vào Facebook á thì các bạn chúng ta sẽ bấm đúp vào biểu tượng icon này thì nó sẽ truy cập tới địa chỉ Facebook của bạn đó rất nhanh và vô cùng tiện lợi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo icon của YouTube trên màn hình desktop thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha đầu tiên là các bạn chúng ta sẽ mở một trình duyệt bất kỳ sau đó các bạn chúng ta sẽ nhập địa chỉ là youtube.com ở đây các bạn chúng ta sẽ tiến hành là copy là youtube.com luôn Ctrl C tắt trình duyệt đi ra màn hình desktop bấm phải chuột tại một vùng chấm bất kỳ sau đó chọn vào new tiếp theo chọn vào circuit dán địa chỉ mà các bạn chúng ta mới copy được cần v chọn net ở đây tôi sẽ gõ là youtube chọn vào fitni để kết thúc rồi cũng tương tự ở đây tôi sẽ bật một trình duyệt lên sau đó tôi sẽ truy cập vào địa chỉ web có tên là icon com Tiếp theo tôi sẽ tìm kiếm icon của YouTube Tôi sẽ nhập là YouTube Chọn vào search icon Tiếp theo bạn sẽ chọn vào một biểu tượng icon của YouTube Mà bạn thấy đẹp Giả sử như đây tôi thấy biểu tượng icon này đẹp á Tôi sẽ đề chụp vào nó Chọn vào ICO Để tôi tiến hành là down icon về Bấm đúp chuột vào Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào nơi lưu icon Giả sử như ở đây tôi sẽ lưu ở màn hình desktop tôi chọn desktop này Bấm vào sale Đó Icon sẽ được lưu về Và nó nằm ở góc dưới bên trái này Bây giờ tôi sẽ tắt trình duyệt đi Tôi chọn vào kết là youtube Sau đó tôi sẽ bấm phải chuột Tôi chọn vào property Tiếp theo tôi chọn vào chain icon Sau đó tôi sẽ chọn vào một lá Browser này Chọn vào icon lá youtube Open Ok Ok rồi bây giờ tôi sẽ xóa cái icon ở dưới đi. Đó các bạn thấy không Tôi đã tạo ra được icon là Facebook và Youtube Mỗi lần các bạn chúng ta muốn truy cập vào Youtube đó Thì các bạn chúng ta sẽ tích đấp vào Youtube này Thì bạn thấy không Lúc này nó sẽ truy cập vào địa chỉ Youtube của bạn Rất là nhanh và vô cùng tiện lợi Thì Facebook cũng vậy Tích vào Thì nó sẽ truy cập đến là Facebook Thì các bạn tự icon này nó tương tự như trên cái điện thoại á như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tạo biểu tượng là Facebook và YouTube trên màn hình desktop của máy tính. Nếu thấy video hay, hiểu hết á, thì bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.